Xin chào các bạn, à, bây giờ mình tiếp tục học uh, các cái đồng từ bất quy tắc ha. Các bạn cố gắng học các cái đồng từ bất quy tắc này á, uh, càng nhiều càng tốt á, uh, để sau này áp dụng vào uh, các câu uh, ngữ pháp các thi uh, cho nó nó đúng á. Uh. Nếu không rất là dễ hiểu lầm nếu mà các bạn dùng sai á. Uh. Bởi vì cái quan trọng nhất uh, là cái ngữ pháp về các thi ha. Uh thì dùng các cái từ này rất là nhiều, cho nên các bạn cố gắng học ha. À các bạn nhìn vào cái chữ giữ, nhìn giữ ha. Cục 1 khác với là cục 2 và cục 3 này, cục 2, cục 3 việc giống nhau và phát âm giống nhau. À, cục 1 này, phát âm là keep keep k e keep keep cột 2 này kept kept cột 3 này kept kept cột 2 và cột 3 phát âm giống nhau á. Mà các bạn nhớ ha. K, cái ca ở trước đứng đâu này nhá. Và âm mạnh á. keep cái từ đặt để à, ba cột việc giống nhau và phải âm giống nhau luôn ha mình phải âm cả ba cột luôn put 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 các bạn cái u này á các bạn phải âm u ơ u ơ chứ không phải là u ha không phải là u như là u việt nam và kẹo da một chỗ không phải vậy mà u ơ u ơ put cái từ lựa chọn ha là các bạn thấy cột 1, cột 2 và cột 3. Cột 2 và cột 3 thì nó khác nhau là cái cột 3 có n ở cuối á, còn cột 2 là không. Cột 1 thì có hai chữ o. Cột 2 thì có một cái chữ o thôi. À, phản âm Um, các bạn lắng nghe phát âm ha, xem cái sự khác nhau của cái phát âm á um, âm cột một ha choose choose ch u z choose choose z, z. Cái, cái, các bạn nhìn thấy cái kỷ hiệu phiên âm này z. Nhưng mà nó đựng củi thì các bạn cũng không có cân đọc mạnh đâu. À, cái chữ cơ và hơ này các bạn chu cái miền tay trước á. Hai chữ O này các bạn phản âm nhậm với U Việt Nam mà nó kéo dài một chút á. U. Xong phản âm ghép lại. Choose. Choose. Không phải là à chu gì ha không phải vậy ha mà các bạn chu cái miệng tới trước ch. Ch. u u z choose choose choose, choose. bây giờ cái hai ha cột hai ha chose chose ch. o z chose Chose. Bây giờ cục 3 này. Chosen. 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 Uhm, cái từ chay ha. Các bạn thấy là cục 1 và cục 3 viết giống nhau. Cục 2 nó khác nhau là giống như là cái A này. Chữ A ở giữa này. Còn mà cục 1 và cục 3 thì U á. Chữ U ở giữa Và phát âm ha, phát âm cột 1 và cột 3 phát âm giống nhau, cột 2 phát âm khác với là cột 1 và cột 3 ha. Bây giờ mình phát âm cột 1 này. Run run run. Ran ran ran. Cái a này á các bạn đọc nghiêng qua a nhiều hơn hay là e nhiều hơn tùy vào cái vùng miệng á cục à, 3 thì phát âm giọng cục 1 ha. Run run run. Ừ, cái từ đau làm đau ha. Thì ba cục việc giọng nhau phát âm cũng giọng nhau luôn á. À, mình phát âm ha. Hurt hurt hurt. Các bạn cái hơ á còn cái U và R này các bạn đọc ơ xong các bạn đưa cái đầu lưỡi lên trên uống vào trong á. Ơ. Ơ. Trong tơ đỏ các bạn. T, t. Xong ghép lại. Hurt. 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 Nhưng mà cái đó là anh Mỹ còn anh Anh á thì họ không có phát âm cái R này á các bạn. Họ không có đưa cái đầu lưỡi lên trên uống vào trong họ không phải âm là Ơ ừ, Ơ, ừ", mà họ phát âm cái kiểu mà giống như, như vậy này, cái phiên âm như vậy thôi, họ không có có cái r á. Phiên âm phiên âm này này, cái hiệu phiên âm này là phiên âm quốc tế. Anh Mỹ ha. Còn cái này là anh Anh này. không có r này. Còn cái này là phiên âm theo kiểu Mỹ này, cái màu xanh là cây á. Thì anh Anh á các bạn sẽ nghe là hurt 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 ha cho, cho không có hurt các bạn thấy không hurt và hurt nó khác nhau á nghe khác nhau á hurt là có r ừ ừ các bạn đưa cái đầu lưỡi lên cong vào trong á thì nghe như vậy còn mà nếu mà các bạn đọc bình thường á hurt hurt thấy chưa nghe không nó khác nhau á. Có r này. Hurt. Hurt. Thì các bạn chọn anh ăn, ăn hay anh mị đó, nếu mà anh ăn, ăn á thì các bạn không có cần đưa cái đầu lưỡi lên trên. Không có cần đưa đầu lưỡi lên trên uống vào trong phải âm là ơ, ờ. các bạn không cần vậy á mà các bạn phải âm. Ơ, ờ. bình thường thôi. Ơ. Ờ. Hurt. Hurt. Đó là anh ăn, anh ăn à. ăn mị nè hurt, hurt, uhm, cái này là nội chung chung đa số ha. ở Anh á thì họ phát âm không có phát âm R đỏ, còn mà ở Mỹ á thì họ phát âm có R đỏ. thì đa số ha, còn một số các bạn cũng có thể nghe là à, bên Anh họ cũng phát âm R đỏ mà, thì có thể tùy theo vùng miền, tùy theo người. Um, sống ở đó nhiều lúc họ từ mỹ họ sang sống ở đó hoặc là họ thích cái cách phát âm ở mỹ hoặc là ở mỹ cũng vậy ngược lại có người họ sẽ phát âm uh, không có error đó um, giống như một số người nào đó một số vùng um, hoặc là từ các nước khác đến đó. cho nên là mình nói là cái này là đa số thì mình nghe như vậy và ngay ngay cả trong phiên âm cũng vậy các bạn thấy không? phiên âm quốc tế ăn ăn này không có r này ăn mị này có này cho nên cái cái các bạn hiểu như vậy á, để các bạn lựa chọn cái cách phát âm nào mà các bạn thích á, hoặc là khi mà các bạn nghe họ không có phát âm r hoặc là họ có phát âm r đó thì các bạn vẫn hiểu bây giờ mình sang cái từ cảm thấy ha thì các bạn thấy là cục 1 này cục 2 này cục 3 này thì cục hai và cục 3 viết giống nhau ha, phở âm cũng giống nhau. Cục 1 thì phản âm khác ha, viết cũng khác. Bây giờ mình phở âm cục 1 ha. Feel. 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 Thì các bạn thấy các bạn có nhớ cái cách phản âm của cái L mà nó đứng cuối không? Cái, cái hiệu phiên âm này. Phiên âm quốc tế nè, phiên âm Mỹ này. Các bạn đưa cái đầu lưỡi lên trên hàm răng tên bên trong á Xong các bạn phản âm là ồ oh, ồ oh. Giống như ồ oh. Nhưng mà các bạn phản âm từ cái cổ hồng á Thì nghe ồ oh, ồ oh. Feel Feel Các bạn không có cần feel Không có cần mạnh như vậy Nhưng mà ý là các bạn phải nhớ là đưa cái đầu lưỡi Lên hàm răng tên bên trong ồ oh, mà phát âm nhỏ lại bởi vì nó đứng cuối giống như cái cái âm cái cuối này nó không có nhận không có đọc à, phải là o o hoặc vậy á cho nên các bạn cứ nghe là feel feel vậy á cái f f này này các bạn đưa cái hàm răng trên chàm với môi dưới á xong hai cái e này á các bạn phải âm là y các bạn cười ra y L á, thì các bạn đưa cái đầu lưỡi lên trên hàm răng trên bên trong á. các bạn ồ oh. xong ghép lại thôi feel feel đó feel nếu mà phát âm chậm thì các bạn nghe như vậy còn phát âm nhanh thì nghe này feel feel nhiều lúc cái ô đó khi mà vào trong câu á, các bạn càng nghe nhỏ hơn nữa nhưng mà họ có phát âm á, cho nên các bạn phải cố gắng tập á, cái um, um, cái từ của cái um, cột thứ hai và cột thứ ba phải âm giọng nhau ha, các bạn thấy cái f này này, các bạn cũng đưa cái hầm răng trên chàm cái môi dưới á, cái E này á, thì các bạn phải âm lại. Bình thường á, à, không có hạ miệng to ra, không có hạ cầm xuống. L này nè, các bạn lại thấy nữa nè. Thì các bạn đưa cái đầu lưỡi lên trên hàm răng trên bên trong á. Ồ, ồ, tơ này nè các bạn. Đưa cái đầu lưỡi lên à, hàm răng trên bên trong, các bạn đập xuống. Uhm, các bạn ghép lại là các bạn tưởng tượng là giống như cái cách mà đánh vần giống như trong tiếng Việt á. Phé, ồ, felt. Ừ cái cột thứ thứ ba các bạn cũng phải âm giọng với cột thứ hai á. Felt. 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 Các bạn cứ tập hoài vậy. feel. Felt. 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 Ừ đây là mình chia sẻ lần này ha mình cảm ơn các bạn rất là nhiều đã xem chia sẻ của mình chúc các bạn luôn vui vẻ và học tiếng anh tốt hẹn gặp lại các bạn